Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công nghiệp và Thương mại của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Nhân dịp đầu xuân năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới nhiều tài lộc, an khang và hạnh phúc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có phóng sự phản ánh thị trường dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, hàng Việt chiếm ưu thế. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức nổi bật trên lĩnh vực phát triển công nghiệp thương mại của tỉnh thời gian qua. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Tết Sum vầy 2017 cho công nhân lao động trên địa bàn. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 140.000 công nhân lao động, trong đó có hơn 100.000 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt ở 1.282 công đoàn cơ sở. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, luật công đoàn tại các đơn vị doanh nghiệp. Từng bước phát huy vai trò chức năng của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng quỹ hỗ trợ công nhân lao động nghèo. Chương trình Tết Sum vầy 2017 mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm hướng đến hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ động viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất. Tham gia chương trình Tết Sum vầy 2017, công nhân lao động trong các doanh nghiệp đã được hòa mình trong không khí vui tươi, đầm ấm qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính công nhân lao động thể hiện. Được tham gia thì gói bánh chưng Tết truyền thống. Đây thực sự là một hoạt động ý nghĩa đối với đội ngũ cán bộ, công nhân lao động trong dịp Tết đến xuân về. Cũng tại chương trình, có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp được tặng kỷ niệm chương vì người lao động của Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao Động vì đã có những hoạt động tích cực trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Đây là năm thứ ba Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Tết Sum vầy cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh nhằm chăm lo tốt đời sống cho công nhân lao động, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, trao tặng 1.200 xuất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại các gia đình đến thăm hỏi, tặng quà, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chúc các gia đình đón xuân mới an khang, thịnh vượng và mong muốn các gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong năm mới Đinh Dậu 2017, từng bước vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Những phần quà do Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng tuy có giá trị không lớn, nhưng đây là nguồn động viên tinh thần cho các gia đình công nhân, người lao động nghèo trong tỉnh. Sở Công Thương Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Trong năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt trên 160.130 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ, đạt 102,3% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực nhà nước đạt 1.160 tỷ đồng, tăng 6,2%, khu vực ngoài nhà nước đạt 27.000 tỷ đồng, tăng 20,7%, khu vực FDI đạt 131.100 tỷ đồng, tăng 7,2%. Cùng với việc tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2016 cũng đạt nhiều kết quả. Thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên địa bàn tương đối ổn định. Ước thực hiện 35.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 1.780 triệu đô la Mỹ, tăng 12,2% so với cùng kỳ và đạt 100,4% so với kế hoạch. Tổng kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh đạt 2.570 triệu đô la Mỹ, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Năm 2016, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra được 1.462 lượt, trong đó xử phạt hành chính 623 vụ. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 2.250 triệu đồng. Công tác thông tin thương mại điện tử tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng.
cập nhật thông tin tuyên truyền, quảng bá xúc tiến thương mại trong chương trình của tỉnh và chương trình quốc gia. Năm nay, hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 khá phong phú, đa dạng về chủng loại, nguồn cung khá dồi dào. Đặc biệt, trên quầy kệ của tất cả các kênh phân phối từ chợ truyền thống cho đến hệ thống siêu thị, các cửa hàng bán lẻ ở cả khu vực nông thôn và thành thị chiếm ưu thế là các sản phẩm mang thương hiệu Việt, nhất là các mặt hàng bánh mứt kẹo, nước giải khát, vốn là những hàng hóa phổ biến trong dịp Tết truyền thống của người Việt Nam. Nếu như những năm trước, người tiêu dùng thường chọn các loại bánh kẹo nhập ngoại để sử dụng, thì nay xu hướng này đã thay đổi. Nắm bắt được tâm lý chuộng hàng Việt đang lan tỏa trong nhân dân, năm nay các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo nội đã mạnh dạn đầu tư hàng loạt sản phẩm mới với chất lượng cao, giá cả phải chăng, mẫu mã sản phẩm đa dạng, phong phú, đáp ứng được xu hướng tiêu dùng của người Việt. Để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh mở được cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các địa bàn trọng điểm, thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Vĩnh Tường, Sông Lô, Lập Thạch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổ chức các buổi kiểm tra trên các tuyến quốc lộ và tại các chợ trung tâm, siêu thị, nhà ga, bến xe và các điểm thường xảy ra việc tập kết, trung chuyển hàng lậu, hàng cấm. Phục vụ Tết 2017, ngày tháng 12 năm 2016, siêu thị Comac Vĩnh Phúc dự trữ 110.000 tấn hàng trị giá trên 20 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là những mặt hàng thiết yếu như bánh, kẹo, bia, rượu, nước giải khát. Theo ông Nguyễn Hữu Anh, giám đốc siêu thị Comac Vĩnh Phúc, năm nay, ngoài chú trọng phát triển nhóm hàng có nhãn riêng của siêu thị phục vụ Tết, Comac Vĩnh Phúc thực hiện chương trình giảm giá sâu hơn 1.000 mặt hàng để vừa hỗ trợ người dân mua sắm, đảm bảo giá cả hợp lý. Ngoài ra, Comac Vĩnh Phúc cũng thực hiện các chuyến bán hàng lưu động để phục vụ bà con dân tộc miền núi trong dịp Tết. Chúng tôi đã dự trữ hàng hóa trên hơn 20 tỷ để phục vụ, luôn làm sao đó khách hàng khi đến siêu thị luôn luôn được thấy hàng hóa dồi dào, chất lượng và đảm bảo sinh thực phẩm, và cũng cam kết là hàng hóa khi khách hàng đến mua hàng được đảm bảo về chất lượng và sinh thực phẩm. Các chương trình khuyến mãi của Vĩnh Phúc gồm có là chương trình khuyến mãi về sinh nhật là rút thăm trúng thưởng, chương trình là Tết xa thăm gần, tức là khách hàng mua tại bất cứ một siêu thị nào tại bất cứ tỉnh thành nào đều được giao hàng đến tận nơi. Siêu thị Vĩnh Phúc hiện tại đang kinh doanh hơn 95% là hàng Việt Nam. Và trong dịp Tết này, siêu thị cũng đã có nhiều chương trình từ thiện như là tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Yên và đưa hàng Việt đến về nông thôn tại Tâm Dương. Trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc Đinh Dậu 2017, chủ trương của siêu thị Comac là ưu tiên các mặt hàng sản xuất trong nước và hạn chế bán hàng ngoại nhập. Nguyên nhân là hàng Việt Nam chất lượng cao hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng, giá thành phải chăng nên được đông đảo người dân tiếp nhận. Tôi đến siêu thị Comac là tôi thấy những cái hàng đa dạng của Việt Nam, đặc biệt trong cái hàng Tết, thí dụ như là mứt, bánh kẹo là đều là tôi thấy là được đa dạng, là đẹp. Hàng của Việt Nam là tốt hơn, hàng của nó được, giá cả là phải chăng. Bản thân tôi thì tôi thấy là hàng hóa thì nó rất là phong phú. Chứ hết là nó có hấp dẫn, tức là về hình thức nó đẹp. Đấy, đặc biệt là cái hàng nội của mình. Đấy, cái thứ hai nữa là về giá cả thì thực ra thì tôi cũng chưa am hiểu lắm. Thế nhưng mà nói chung là với cái giá như thế thì nó cũng phù hợp với cái người Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là mọi người nên tìm đến, bởi vì là trước hết là nó có độ tin cậy. Còn bây giờ nó làm nước ngoài có thể ngon thật, tốt thật, nhưng mà cái thứ nhất là có thể đắt, nhưng mà mình không nhìn thấy. Cho nên là cái độ tin cậy tôi nghĩ rằng là cái Việt Nam vẫn là cái tốt nhất. Đối với siêu thị Bixi, ngoài nhập kho dự trữ hàng nghìn tấn sản phẩm, Bixi đã tiến hành trang trí, sắp xếp lại các gian hàng cho phù hợp, đẹp mắt, tạo cảm giác thích thú cho người dân đến tham quan, mua sắm.
Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, siêu thị Bixi đã chủ động phối hợp với nhiều đơn vị sản xuất, nhà cung ứng để nhập kho, dự trữ nguồn hàng theo tiêu chí phong phú, đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Bên cạnh đó, siêu thị Bixi đã ký cam kết với cơ quan quản lý nhà nước việc đáp ứng đủ lượng hàng hóa, nhất là các mặt hàng bánh kẹo, rau, củ quả, thịt gia súc, gia cầm theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho người tiêu dùng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Để có được niềm tin của người tiêu dùng, Bixi Vĩnh Phúc luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các khâu kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đưa hàng đến tay người tiêu dùng. Trong dịp cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán, ngoài việc yêu cầu các nhà sản xuất phải cung cấp đầy đủ các giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quy định của nhà nước, Bixi luôn có bộ phận giám sát và kiểm tra tem nhãn sản phẩm, hạn dùng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tốt nhất, được người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá cao. Nói chung là vợ chồng tôi là luôn luôn đến siêu thị mỗi năm Tết đến xuân về. Và khi mà đến siêu thị thì vợ chồng tôi cũng chọn những cái hàng mà Việt Nam sản xuất, chất lượng nó phải chăng và giá cả hợp lý, nhất là ở siêu thị Bixi. Khi mà đã đến đây thì tôi cũng cân nhắc nhiều để mà đến những cái nơi nó có uy tín, đến mua hàng để cho nó đảm bảo về chất lượng như là chất lượng rồi mình sử dụng, rồi cái thứ hai nữa là vệ sinh an toàn thực phẩm nó phải đảm bảo. Là tôi cảm thấy là yên tâm khi đến đây mà tiêu thụ hàng của cơ sở Bixi. Theo như tôi nghĩ riêng và tất cả mọi người đến đây của Bixi, của Vĩnh Phúc thì tôi thấy hàng Việt Nam hôm nay mẫu mã rất đẹp và bắt mắt. Theo chị Trần Thị Hồng Điệp, huyện Tam Đảo cho biết, trong ngày thường, đặc biệt vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, để bảo vệ sức khỏe cho gia đình, tôi chỉ chọn những mặt hàng có thương hiệu trong nước, không dám mua những hàng nhập không rõ xuất xứ và chất lượng. Hàng Việt bây giờ, nhất là các mặt hàng bánh kẹo, rau củ quả, trái cây, thực phẩm chế biến, đồ gia dụng dùng trong gia đình, có chất lượng rất tốt, an toàn mà giá cả hợp túi tiền. Tết đến thì mình đi mua sắm Tết thôi, thì nói chung là mình cũng thường xuyên mua hàng ở đây. Cảm thấy là mẫu mã và những cái hàng của mình cũng chất lượng cũng tốt. Đấy, nói chung là đáp ứng được cái nhu cầu của gia đình mình. Thì mình thường dùng của Hữu Nghị hoặc là của Bánh Bứt Kẹo Hà Nội. Nói chung là cửa hàng Việt Nam thì mình dùng, mình cũng không cần là cao cấp quá. Cũng giá cả vừa phải. Không chỉ những siêu thị lớn, các siêu thị nhỏ hơn như Lan Chi Mắc, G7 Mắc Hiến Hạnh, Trang Minh Mắc, thành phố Vĩnh Yên, Trang Đạt, thị xã Phúc Yên, hay tại các chợ truyền thống, cửa hàng kinh doanh, hàng hóa phục vụ Tết cũng khá dồi dào. Riêng tại chợ Vĩnh Yên, dù mới được di rời sang chợ tạm, nhưng ban quản lý các chợ đã tổ chức bố trí, sắp xếp nơi bán hàng hợp lý cho từng nhóm ngành hàng, nhằm tạo điều kiện cho người dân mua sắm Tết. Đồng thời, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, sạch đẹp, an toàn, văn minh, thuận lợi cho thương nhân kinh doanh, góp phần ổn định giá cả thị trường trước, trong và sau Tết. Chuyên mục công nghiệp và thương mại kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.